Bạn, hôm nay thì Sushi sẽ giới thiệu các bạn một quán sushi giá cả bình dân mà rất là ngon. Khi các bạn đến Nhật thì có thể đến tham quan và thưởng thức nhé. Đó chính là quán Kappatsu Sushi. Hôm nay thì mình sẽ cùng nhau ăn rất là nhiều món sushi, và ở đây có cả trà sữa nữa. Các bạn có thể dùng trà sữa ở đây luôn. Nhà chúng ta cùng ăn thôi. Đây là cá trắng nhỏ đó các bạn. Bình thường ở siêu thị thì mình không thấy loại này. Ở đây thì rất là ngon, rất là tươi. Đây là cá ngừ và bơ. Đây là các bạn biết rồi, trứng cá hồi. Và có cả cái này là trứng cầu gai đó các bạn, con cầu gai. Còn cái này là cá ngừ nhé. Cái này là cá hồi, các bạn biết rồi đúng không nè. Cái này là lươn, lươn nướng, hay người Nhật gọi là unagi đó. Cái này thì bình thường là thịt xông khói. Cái này là tempura bắp nha các bạn, món mới ở Kappatsu. Thì là làm từ gạch cua đó các bạn, người ta gọi là kari sushi. Đây là món tôm các bạn biết rồi. Và đây là không thể thiếu trà sữa. Chúng ta cùng ăn thôi. Mình cùng ăn cá hồi. Chúng ta sẽ quậy cái wasabi cùng với soju lên. Ngon quá. Ăn gừng nữa. Đúng là ở Nhật mà được ăn sushi tươi nguyên và rẻ thì rất là thú vị đó các bạn, rất là ngon. Sushi rất là thích món gừng tươi muối ở đây. Bây giờ tiếp đến mình ăn món kari sushi làm từ gạch cua xem thế nào nhé. Mình sẽ cho nó một ít nước tương. Thì sushi sẽ ăn tôm. Tôm ở đây nhỏ rất là ngon. Tôm nhỏ thì sushi thích hơn tôm lớn. Ngon quá. Bây giờ thì sushi sẽ ăn món cá ngừ trước. Rất là ngon. Cá ngừ cực kỳ béo luôn các bạn ơi. Không chỉ cá hồi mà cá ngừ cực kỳ béo. Bây giờ sushi ăn đến con cầu gai nha. Sushi cầu gai. Đúng là mùi vị của biển nó hơi tanh một tí các bạn, so với các món sushi khác. Quý vị ăn đến món các bạn đều ưa thích nè, đó là trứng cá hồi. Tiếng Nhật là Bincho Mangua. Sushi không biết tiếng Việt dịch ra là gì nữa. Ngon quá các bạn. Tiếp đến là mình sẽ ăn bơ và cá ngừ. Món hay thiệt, sợ là ngon rồi, chắc chắn là ngon rồi. Cá ngừ đây thật sự ngon luôn.
khi mà sushi tự làm á các bạn, thì sushi không có thấy vị béo của nó nữa. Họ đó thì rất là ngon. Bây giờ thì sushi sẽ ăn qua tandoori bắp. Nhưng mà sushi thì bỏ thêm một cái sốt mới ở Kabakuru, đó là sốt làm từ đậu phụng đó các bạn. Mà mùi vị rất là giống của các sốt ở quán Trung Quốc nha. Thì sushi được rất ăn thử. Thay vì ăn xì dầu thì mình sẽ ăn thử cái sốt này. Cực kỳ hợp và ngon. Tempura bắp thì ngọt và thơm mùi bắp, hạ vị cùng với sốt cây cây và mùi vị của đậu phụng các bạn biết rồi đúng không nè, rất là dậy mùi luôn. Dù không ăn đồ sống mà sushi vẫn ăn gừng các bạn, ngon quá.